Ôi lâu rồi không cầm máy quay gung quá nè, không biết nói gì nè. Nói gì vậy? Hello. Anh à. Oh my god. Thôi không được. Hai mọi người. Thôi đưa cái tài. Hello. Thôi đừng lúc nào cũng gì vậy. Nhớ mọi người lắm đó mọi người ơi. Bao nhiêu tháng tướng chưa có quay. Lâu lắm. Lâu lắm. Một năm tướng chưa cầm máy quay đó mọi người. Bây giờ cầm lại nó hơi đơ xíu nha. 4 tháng tụi mình mới gặp nhau đúng không? Bây giờ tướng với Sen đang Quay nhà Quỳnh Thi chơi. Mới giờ mọi người đi đi đâu đi chút xíu tướng cũng tới rồi tướng kêu. Ê mới cắt tóc mà đẹp không mọi người. Tướng cắt ở đi đâu hẹn đó mọi người biết mấy cái chỗ mà có cái ghế lại cái kiến á. A few minutes later. Oh my god. Oh my god. Trời ơi. Trời ơi, sợ lỗi trời. Trời ơi. Sợ lỗi vậy. Chào mọi người, trời ơi, giờ là 4 tháng rồi tụi mình mới gặp lại nhau đó, đúng không? Thôi mọi người giờ được rồi đó. Bye bye mọi người nha. Trời ơi, vô đi chào anh đi nha. Chào anh đi. Chào khán giả đi con. Hello. Đây, khử khuẩn nha mọi người. Trời ơi. Đảo đảo đảo. Quay đi. Cứ ngồi cái máy chỗ này, tại cái quần không. Đúng rồi, cái máy tạo khó cho cái mặt luôn hồng hồng dễ thương quá hả. Cuối ngồi xuống. Ôi, đi đảo quá hả. Ừ, tiện lắm đó, bởi vì nhà đông người nên tối này. Đó, đông người bé. Nè, ba đi cũng khử trùng quá nè. Mình đi khử trùng. Đó, xong rồi đó. Xin Tuấn á. Cái này là chỗ set này có luôn nha mọi người. Thế là có tặng luôn nè. Là thay vì mình mua là người ta cho mình nước cái nọ đó thì bữa nay mình người ta bỏ vô chai. Trời ơi, kỹ càng lắm mọi người ơi. Xịt, đụng lên xịt, lụng lên xịt à. A few minutes later. Mình tên là Khánh Vân. Ok, mình là Quỳnh Thi nha mọi người ơi. Mình là Tứ, 3 tuổi. Có con 3 tuổi, Tứ con 3 tuổi. Mẹ nhà, mẹ chọn lén đi chơi. Em hôm trước mẹ tôi nói nhìn bà 30 mấy á bé. Có một mẹ bà nói chắc. Mọi người mẹ Sen cũng nói á, Tuấn là con gái sẽ để râu. Đúng rồi, sẽ để râu vậy bé. Con gái để râu. Con rái cá mọi người biết rái cá không? Ủa mà con rái có mấy cái râu á mọi người. Đúng rồi, con rái cá có con mà. Con rái á, không có nhà. Sheep balls. Kéo này, kéo này. Không kéo hả? Nó kéo, kéo rồi. Nó có mái, không tay á. Kéo này hả? Nó có mái, không tay hả? Kéo này hả? Ăn đi mọi người, hai tay mà. Rồi lâu lắm rồi đó, đúng rồi. Ăn đi mọi người, ăn ngon mà. Mời mọi người, xong rồi mọi người đi má. Đúng rồi, mời mọi người nha, mời mọi người. Ôi, má được rồi, đúng rồi, ăn uống gì á, ác đại quá. Ê, cái này không có nước mời chấm mọi người hả? Nha. Ngon. Bông trong nước tập trên gì không? Nước tập trên gì không? Ê, à, cái... Baguette. Đúng rồi, mọi người cũng nhớ luôn á. Nó đâu quen xong rồi à. Rồi mọi người ơi, Quỳnh Thi mới mua một cái tủ lạnh á mà nhìn bự gần bằng Tuấn quá mọi người. Đó nhiều bằng Tuấn luôn á chứ bự. Gần bằng luôn. Vậy là nhỏ tôi luôn hả? Ê mọi người, mời mọi người bánh xếp. Lâu lắm đúng mọi người. Ôi ý mà không muốn gặp đâu. Ừ. Ê mình ăn đi, ngon lắm luôn. Rồi ăn rồi. Anh xem, ăn đi xem. Cái này là cái món gì nãy nhìn nó cháy như Owen. Cheese ball. Cái món gì là hai tay chứ không phải cheese ball giao lộn hay sao ấy. Đau quá. Sợ cầm tay sợ quá luôn. Tuấn là vua đổ bể nha mọi người. Đổ đi lắm luôn. Ở nhà dọn cơm cho ăn xong rồi chỉ cần nói là ăn xong rồi dọn. Chỉ cần bỏ lên cái bóng chén thôi là đâm một cái loại đồ. Đổ đóng chén cái đổ chén nhìn dọn luôn. Ừ biết không, Tuấn là biết cất đó mọi người. Là Tuấn sẽ đổ nước mỗi ngày, một ngày 2-3 lần gì đó. Mà Tuấn đòi là thằng Tuấn là lót thảm nha. Cắt tưới vậy đó. Đổ đồ gì ngoài mà mới cắt được hay lắm quá. Hay lắm luôn, bởi vì mấy anh chị nhà Quỳnh Thi là cứ thắc mắc Tuấn hoài. Không biết tại sao mà bất cứ cái gì cũng đổ bể hết. Mà làm makeup rất là đẹp luôn, hay lắm. Một là nó phải tỉ mỉ nhất có thể. Hai là nó tao quầy. Chứ đâu có giữa mình người ta. Cái thằng Quỳnh Thi chơi á mà làm đổ nước ngọt rồi đổ lên thảm Quỳnh Thi á rồi đổ lên trên lá dừa của Quỳnh Thi. Rồi làm đẩy mày luôn.
trong khi cái bàn tủ của em gãy luôn á. Gì hả? Cái như bàn gãy luôn mà em phải nhờ tao tới sửa lại. Cái dai lạ. Em vui quá cái này. Sao 4 tháng mới gặp nhau thấy cũng bình thường. Cũng vậy hả? Cũng vậy hả? Sao thấy xù quá hơn lúc. Thấy xù quá hơn lúc. Xù xù sao? Vậy là tụi thấy vui hơn, thấy cũng vậy. Tủ quá, tôi từ cái nhà tôi biết nó xù rồi. Phải gì nữa xù luôn. Từ cái nhà Vinh Thê tôi nói chuyện đi cho có, tại vì mình không đi kỳ quá. 4 tháng mà gặp nhau mà không có gặp người mình quên biết cách nói tiếng luôn. Quên biết nói tiếng luôn. Cách nói tiếng là gì? Quên biết cách giao tiếp với người ta luôn. Sợ mốt đi làm không biết nói chuyện. Mày nãy giờ quên cái giao tiếp đó nha. Mày thật ra tao nói thật sự như thế nha. Rồi mình sẽ bị đau ốm nha. Đúng không? Ốm á. Ốm rồi, cái bàn nhỏ xíu luôn á. Em có tập thể dục không? Em có tập nhưng mà lại là... đúng không? Nhưng mà lần lượt cắt cái ốm lại. Người bây giờ Sen cứ nói á, ngày 1 tháng 10 là mở cửa lại rồi. Đúng như đâu, hồi nào ai nói. Không có tin đó mọi người. Không có tin. Bà biết sao không? Tại vì bà Sen nè, bà là bà bảo mong hết dịch, nhưng mà là ai cũng không hết dịch hết. Nhưng mà là bà biết không, bà không chấp nhận sự thật luôn. Bà vừa mong hết dịch và bà vừa không có chấp nhận cái số ca nhiều luôn, đúng không? Bà không chấp nhận sự thật. Cái giống như vậy. Thì đó nên là mình phải hỏi chắc chắn luôn đâu. Đưa đây, đưa ra. Tôi tin ra cái gì mà tôi phải tuyên truyền. Đã dùng phải là dùng xanh. Dùng xanh. Dùng xanh tôi bỏ hết đầu tiên. Hồi đi chúng tôi là dùng đen, dùng xám các bạn. Rối tin đâu bạn. Rối tin đâu mấy bạn. Tâm giác quỷ. Còn bình thường Tuấn lúc mà làm biến nhắn tin trong trong group á là Tuấn làm biến nhắn tin nhất, xong rồi tới Quỳnh Thi. Còn Sen rất là xiên. Không, hình như Sen đâu có ốp đâu. Này nó là 424 luôn mà. Cái gì hả? Này nó là 424 luôn mà. Nhưng mà thầy mà viết lách đúng không ta? Viết lách đó, viết lách đó. Viết lách đó, viết thì hoài 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 luôn. Mở lên lại tin nhắn ở đây. Đúng rồi, hay lắm. Như sự kiến nghiệm đó là ủa sao trước khi em đi ngủ fan cũng online mà em ngủ vậy rồi em fan online. Người này không ngủ đó. Người này không ngủ đó. Là thấy hoài, thấy ông bà bấm bấm hoài gì đó. Em bé bình thường ngủ quá bé là anh dậy anh đi rót nước hay là anh đi vệ sinh anh cũng phải bấm hoài đúng rồi. Nữa tức là anh sẽ coi là thường không phải chỉ coi mấy giờ mà anh coi là coi nhắn anh không nữa. Nhưng mà nếu như mà không ai nhắn thì là anh sẽ nhắn. Mà đi ăn uống cái gì đó cũng cãi lộn. Tôi với Quỳnh Thi là hay dụ cái vụ này nhất luôn. Là cái tay bấm điện thoại xuống. Cái tay không bao giờ để cái mốt dài già nha, không có dứt gương dứt người đâu, dứt mấy khớp tay á. Trời lớn tuổi mà dứt mấy khớp tay không, khớp tay quá. Là gì đó. Tại lúc trẻ, tại lúc trẻ không có làm gì, đừng động gì nhiều. Nhưng mà là quan trọng dừng động mấy cái đầu ngón tay nè. Trời về già ai cũng bị đau lưng quá đâu. Trời dứt mỗi người không có chỗ dứt mấy khớp tay. Ồ ngoại dứt mấy khớp tay quá con ơi. 5 minutes later. Nghe chưa? Thấy chưa? Thấy không mọi người? Cả từ ngoài giờ quay cho mọi người thôi. Là không có bấm được không? Nhưng mà thật sự là quay một cái clip 50 phút đi. Quay một tiếng thì là 45 phút bấm rồi. Không phải đâu, tại vì bấm là không phải là không, phải là không bấm là tại vì điện thoại đang để quay. Đúng rồi. Ê, quay bình thường mà để điện thoại lên quay là quay clip đúng là nửa tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà có điện thoại là sẽ quay là 3-4 tiếng. 3-4 tiếng luôn á. Bấm điện thoại trơn. Hoài luôn á. Lâu rồi không gặp mọi người nhớ mọi người thật sự á. Mọi người nhớ đây là mình đi tôi biết nha. Là mọi người thấy để lên số 1 là nhớ Tuấn, để số 2 là nô nhớ Tuấn. Không, số 1 là biết nhớ rồi, còn không là không ai coi. Không thì là không, số 2 không ai để số 2 luôn. Đúng rồi, không để số 2. Mọi người nhớ để nha. Rồi Tuấn có để số điện thoại á, mọi người chịu hoài. Đúng rồi, như Tuấn ơi. Giật cổ giả, đồ đét vô thì nọ đi. Ê mọi người Mọi người, ê nói gì quên. Ê nói gì quên. Ê nha. Ừ nhớ rồi. Mọi người hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube. Ơi Tuấn sẽ cố gắng quay lại nha. Làm lại cho mọi người xem. Là sao làm lại hay sao? Không. Làm lại YouTube come back. Làm lại á. Đúng rồi. Quay lại đi tôi nhớ mọi người quá mọi người ơi. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của Tuấn nha. 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 What the hell? Đại ơi.